Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam để đại bản năm châu đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Với chiến sĩ người quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến vào lễ đài ra đời trong phong trào cách mạng xưa xưa. Lực lượng người quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí sáng tạo, chịu đựng gian khổ, hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh then chốt quyết định góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lợi, bộ đội đặc công đã làm rõ công trình tinh thần đặc biệt, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay bộ đội đặc công ra sức làm việc nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đã ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị cao đẳng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam. Chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường. Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến trong nước của đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông. Cùng bất cứ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong chiến dịch điện biên phủ, góp phần làm nên kỳ tích dựng trời đất tiền tiên toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến lưu trường kỳ vang dội. Những nữ quân nhân Việt Nam đang tiến vào lễ đài, hình ảnh những quân dũng sĩ vì nước dân giàu cùng nắm tay về bám sống bám ấp gánh vác mọi lúc mọi nơi, góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên một kỳ thi chấn động địa cầu. Nữ quân nhân Việt Nam với truyền thống áo quân sắt đá, sụp sôi ý chí dập đến nhà đàn bà vững đánh, đã phát huy vai trò quan trọng trong cả ba mũi giáp công quân sự, chính trị và binh địch vật, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, thỏa mơ ước của Bác Hồ kính yêu, Bắc Nam xuân họp, xuân nào vui hơn. Nhiệt liệt chào mừng các khối công an nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Dẫn đầu là xe chỉ huy của đồng chí thiếu tướng Lê Văn Hà, phó tư lệnh cảnh sát cơ động. Tiếp theo là tổ cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân, được Đảng và Bác Hồ chăm sóc giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ. Lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo, đặt ra mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân đảng và các cơ quan đảng của ta, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ. Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, là vũ khí tinh nhuệ hiện đại, xứng đáng là tấm gương đến sức cánh mạng của nhân dân, bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quân vì dân phục vụ,
vinh dự được đảng nhà nước tăng cường huân chương sao vàng, huân chương hồ chí minh, nhiều tập thể cá nhân được thành tích cao nhiều, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nghe chào mừng cố nữ sĩ quan cảnh sát giao thông từ những ngày đầu cách mạng tháng tám và các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, đội công an thủy đường, đội công an kiểm tra xe tải, đội tuần tra kiểm soát trên sông là các tổ chức tiền thân của lực lượng cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, bảo vệ các cuộc hành quân trú quân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiến vào lễ đài, trải qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn luôn chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với giặc lửa để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Vinh dự được đảng, nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương hồ chí minh, huân chương lao động, huân chương quân công. Nhiệt liệt chào mừng cố nam sĩ quan cảnh sát cơ động ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt. Cảnh sát bảo vệ nay là cảnh sát cơ động đã trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung có tính cơ động rất cao. Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước, xứng đáng là quả đặc biệt của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh chấn áp tội phạm. Nhiệt liệt chào mừng các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn cố gắng rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc. Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã tham gia nhiều chiến án đấu tranh trấn áp tội phạm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh là những con họ thép kiên cường mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Phát huy truyền thống vì nước quân thân, vì dân phục vụ, các đồng chí sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện và làm xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bốn nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang kỳ bảo đài là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, chống áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, khâu tập, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn đi trong tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công, chống áp loại tội phạm, lập nên thành tích chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh gọn mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
để đất nước ta, dân tộc ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đúng như sứ mệnh của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đang hoàn hơn, to đẹp hơn. Đàn tiến phải đài là tổ quốc của Việt Nam. Thank you.
quốc phòng an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, sâu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó đồng hành với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975. Quân Giang Sơn cùng thế là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo, truyền bá, ứng dụng, phát triển kinh tế Trung Quốc, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Từ khi có Đảng và Bác Hồ giáo dục rèn luyện, thanh niên Việt Nam có nhiều đóng góp xứng đáng và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Hàng tỷ thanh niên ưu tú đã tình nguyện xung phong ra chiến trường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày nay, các thế hệ thanh niên Việt Nam ra sức thi đua, lên mức lên tài, xuất sắc sáng tạo, tinh nguyện, phấn đấu học tập, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, đạo đức cách mạng, xung phong đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Chào mừng hội đại biểu phụ nữ Việt Nam. Trong sự trường dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến đóng góp to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông ấm vóc của tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Chính năm tháng chín chống thực dân Pháp đã có hàng vạn phụ nữ hăng hái tham gia dân quân, thanh niên sung phong dân quân hỏa tuyến, góp phần để có cuộc Điện Biên nên thành huyết đỏ nên thiên sự đàn. Phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, tiếp tục đóng góp quan trọng trong các cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Xin được chào mừng khối các dân tộc Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tây Bắc là địa bàn cư trú của 34 dân tộc anh em. Từ bao đời nay, nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Tây Bắc là một khu vực đất cầm cự 1.000 quân và dân các dân tộc Tây Bắc đã có những thành tích to lớn về sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng lịch sử từ ngày 7 tháng 5 năm 1954 kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày nay đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tiếp tục nâng cao truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu quốc tế, kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôm lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp, đi là chặng đường chiến đấu và chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng lịch sử của Điện Biên nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thành kính biết ơn hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá khẳng định sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước là hành trang niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào mục tiêu con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, tự tin tự hào về tổ quốc Việt Nam tươi đẹp để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hãy thắp sáng lên giữa đất trời Điện Biên sáng nhìn đất nước, mang điều kiện dầu thiên phương mình trỗi dậy bay lên, hướng về tương lai tươi sáng và bầu trời rộng mở, để mỗi người dân Việt Nam tự tin, tự hào về đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đang sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng bao đời của toàn dân tộc ta. Tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Thank you.
Con nghĩa là sau khi Thank you.
hướng khát vọng phát triển toàn đảng toàn dân toàn quân ta, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để đất nước ta dân tộc ta có một cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, đúng như kinh nghiệm của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước ta đang hoàn hơn to đẹp hơn. Đang tiến phải đài là tổ quốc Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc chiến đấu tranh cách mạng. Tổ quốc Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bác Hồ học cách bộ đội cụ Hồ, tổ quốc Việt Nam tiếp tục đem sức lực, trí tuệ tham gia xây dựng đảng, chính quyền, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành đạt, làm viên giúp đỡ đồng đội, là lực lượng nhiệt tình nhân tài của đảng, nhà nước và nhân dân, xứng đáng với quán chủ bàn trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đội lốt,